Chương trình tác giả tác phẩm. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tọa đàm tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, sông Dinh từ lâu đã trở thành niềm cảm hứng cho các thế hệ văn nghệ sĩ sáng tác nên nhiều tác phẩm nghệ thuật thể hiện tình cảm dạt dào với quê hương. Nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm cũng vậy. Tuy sinh ra và lớn lên ở vùng đất Quảng Ngãi, nhưng nhạc sĩ Thanh Liêm đã có hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất đầy nắng và gió Ninh Thuận. Trải qua nhiều thăng trầm với vùng đất này, dòng sông Dinh hiền hòa, thơ mộng luôn mang đến cho anh nhiều cảm xúc và những kỷ niệm khó quên. Một trong số đó đã được anh lưu lại trong ca khúc Tình ca trên sông Dinh. Chuyên mục tác giả tác phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm và tìm hiểu về ca khúc Tình ca trên sông Dinh của anh. Vâng, xin chào nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm. Rất vui vì được giao lưu với anh trong chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận kỳ này. Xin chào MC Tuấn Quỳnh. Kính chào bà con trên khu Ninh Thuận và quý thính giả bốn phương. Như anh chia sẻ, hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất đầy nắng và gió Ninh Thuận và xem đây như là quê hương thứ hai của mình. Vậy điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc của nhạc sĩ khi sáng tác các ca khúc về quê hương, thưa nhạc sĩ Thanh Liêm? Vâng, thưa anh, 20 năm sống trên khu Ninh Thuận đã cho tôi những kỷ niệm đẹp khó quên trong cuộc đời. Với những tình yêu thương của bà con, bạn bè và những học trò thân yêu, tôi yêu những góc phố, những con đường làng quê, những vườn nho táo, trĩu quả bên dòng sông Dinh thơ mộng. Tất cả đã dệt nên xúc cảm để tôi viết nên những bài tình ca cho quê hương Việt Nam. Vậy quê hương Ninh Thuận có điều gì cuốn hút đối với nhạc sĩ để viết nên những tác phẩm về vùng đất đầy nắng và gió này ạ? Trước sự thân thiện, hiền hòa của người Ninh Thuận và vẻ đẹp hữu tình của quê hương đã cho tôi xúc cảm để viết lên tình ca trên sông Dinh. Tình ca trên sông Dinh là ca khúc mới nhất mà anh viết tặng cho mảnh đất này. Qua chương trình hôm nay thì anh có thể chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ cũng như là cái nguồn cảm hứng giúp nhạc sĩ viết nên cái ca khúc này không ạ? Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi trên khu Ninh Thuận đó là những buổi chiều tan học, đạp xe qua những góc phố, những đường quê. Tôi tình cờ bắt gặp những nụ cười tươi thắm của những học trò thân yêu. Qua dòng sông Dinh, qua dòng kênh Tràm, vẻ đẹp bất tận ấy đã cho tôi viết nên mở đề của tình ca quê hương. Tôi yêu thiết tha tiếng chim ca ngày mùa trên cánh đồng lúa chín quê hương. Xuôi gió sông Dinh bên em chiều tan trường, đường quê uốn quanh dòng kênh xanh hiền hòa, vườn nho trĩu cành mộng tình yêu thương. Và tình ca trên sông Dinh đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Vâng, qua chia sẻ của anh về ca khúc Tình ca trên sông Dinh, Tuấn Quỳnh nghĩ rằng có lẽ phải gắn bó và dành nhiều tình cảm với mảnh đất này lắm thì anh mới có thể viết nên những ca từ rất đẹp, rất đặc trưng của Ninh Thuận đến vậy phải không ạ? Và liên tục chương trình mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Tình ca trên sông Dinh, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm qua phần trình bày của đôi song ca Mỹ Huyền Thanh Pháp. Ai ơi về thăm đền cổ tháp xưa, nghe bên sông Dinh xuôi thuyền chung đò tình, cùng nàng thôn nữ hai nhỏ xây đời nho chiếu cày mộng tình yêu thương, như chim liêu lo vẫn vương theo dòng đời, yêu tiếng cười không khí tháng ngày qua
lớp lá vàng, dáng em dịu dàng xuyến sao ân tình. Tôi yêu Phan Giang, thành phố biển mộng mơ, sông biếc du dương, thuyền ngược xuôi xa bờ, đàn chim hai âu lững lờ theo câu hò, bầy ngan đỏ chiều qua Phú Thọ quê em. Tôi yêu Phan Giang, thành phố trên ngàn thương, quan công thân quen, đường tình nhau chung trà, người quê tràn hòa luôn thắm tươi câu cười. Tôi yêu thiết tha tiếng chim ca ngày mùa, trên cánh đồng lúa chín quê hương, xuôi gió sông Dinh bên nhau chiều tan trường, đường quê uốn quanh dòng cây xanh hiền hòa, vườn nho chiều cánh mong tình yêu thương, như chim liêu lo vẫn vương theo dòng đời, yêu tiếng cười khúc khích thơ ngây, qua phố Quang Trung khi phu rợp lá vàng, dáng em dịu dàng xuyến sao ân. Cùng em bé quê tung tăng ra đầu làng, nhắm ly rượu cân vui lễ hội cá tê. Phan Giang quê ta, anh ơi đây bài tình ca, biển xanh ngân nga sông xô dạt dào, ninh chữ ngọt ngào vinh hy đẹp kiêu xa. Phan Giang quê ta, em ơi nơi nhìn trường xa, bên anh tìm về đùa trên lúa thu vàng. Phan Giang quê ta, em ơi đây bài tình ca, bên nhau cùng về nhận gom khói làm bàn chiều. Lại bờ che quê tâm bát sông Dinh, cùng anh xuôi thuyền tình bên vườn nhỏ chim hát vàng bài tình. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tình ca trên sông Dinh, một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm. Thưa anh, mở đầu ca khúc này anh có viết: ai về thăm đền cổ tháp xưa, ghé bến sông Dinh xuôi thuyền chung đò tình, cùng nàng thôn nữ hái nho xây đời vui. Vâng, một sự mời gọi có thể nói là hết sức hấp dẫn phải không ạ? Về với Ninh Thuận là về với những đặc sản thơm ngon, những con người thân thiện thủy chung, và nơi đó còn có bến sông Dinh. Một ý tưởng có thể nói là hết sức độc đáo của tác giả. Vậy thì tác giả có thể nói thêm về cái ý tưởng này khi mà mở đầu bài hát được không ạ? Thưa anh, đúng vậy. Phần mở đề
Ai ơi về thăm đền cổ tháp xưa, ghé bến sông Dinh xuôi thuyền chung đò tình, cùng nàng thôn nữ hái nho xây đời vui. Đó là tôi gọi mời bạn bè bốn phương về viếng thăm quê Ninh Thuận của mình. Và đoạn kết, tôi dấn gửi: em nhớ về thăm lại bờ tre quê, tắm mát sông Dinh cùng anh xuôi thuyền tình, bên vườn nho chín hát vang bài tình ca. Đó là lời nhắn gửi của tôi đến với những người con đang xa Ninh Thuận học tập, làm việc và sinh sống ở khắp mọi miền xa. Hãy luôn nhớ về quê Ninh Thuận. Ca khúc này thì nhiều người cảm nhận rằng hành trình xuôi dòng sông Dinh cũng là hành trình để người nghe có thể tìm hiểu được nhiều vùng miền, nhiều nét văn hóa đặc sắc qua các làng quê mà sông Dinh đi qua. Vâng, điều đó phải chăng cũng là một cái ý đồ truyền tải của tác giả? Vâng, thưa anh, tình ca trong sông Dinh, tình ca trên sông Dinh là nét đẹp của sông Dinh trên quê hương Ninh Thuận. Vì sao mà nhạc sĩ lựa chọn điệu van mà không phải là một tiết tấu nào khác, một điệu ballad hay một điệu xì lô chẳng hạn? Vì điệu van nó giống như nhịp chèo xưa trên những dòng sông quê đó anh ạ. Vâng, tình ca trên sông Dinh là một sáng tác được đánh giá là một trong những ca khúc với giai điệu và ca từ đẹp, da diết. Vậy thì để viết nên những cái ca từ đẹp như vậy, chắc hẳn nhạc sĩ phải có nhiều trải nghiệm thú vị với con sông này lắm phải không ạ? Nhờ dòng sông Dinh Thuận đã cưu mang tôi trong suốt 20 năm, và quan trọng nhất đó là trên dòng sông Dinh thơ mộng này đã cho tôi nhiều xúc cảm để viết lên những bài tình ca, và tình ca trên sông Dinh là lời tri ân của tôi với quê hương Ninh Thuận. Trong ca khúc, hình ảnh con thuyền được anh nhắc đến khá nhiều. Vậy thì con thuyền này mang hàm ý gì trong cái câu chuyện mà nhạc sĩ muốn kể về con sông Dinh này ạ? Thưa anh, ghé bến sông Dinh xuôi thuyền chung đò tình, đó là chuyến đò yêu thương và sự kết nối giao thoa của nhân loại. Ca khúc này sau khi ra đời thì được nhiều các ca sĩ trong và ngoài tỉnh thể hiện. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của một đôi song ca khác, ca sĩ Hương Trầm và Ngọc Tuyền. Thank you.
tiếng chim ca ngày mùa trên cánh đồng lúa chín quê hương. Xuôi gió sông Dinh bên nhau chiều tan trường, đường quê uốn quanh dòng cánh xanh hiền hòa, vườn nho chiều cánh mong tình yêu thương. Như chim liêu lo vẫn vương theo dòng đời, yêu tiếng cười khúc khích thơ ngây. Qua phố Quang Trung khi thu rượt lá vàng, dáng em dịu dàng xuyến sao ân. Ai xuôi gió thu đến miền xa hãy tìm về, treo xuôi sông Dinh hát ca mừng đón xuân, cùng em bé quê tung tăng ra đầu làng, nhâm ly rượu cân vui lễ hội ca. Xanh ngân nga sông xô dạt dào, Ninh Chữ ngọt ngào Vĩnh Hy đẹp kiêu xa. Phan Giang quê ta em ơi, nơi nhìn trường xa bên anh tìm về đùa trên lúa thu vàng. Nhau cùng về nhận gom khói là bàn chiều. Em nhớ về thăm lại bờ tre quê, tâm mát sông Dinh cùng anh xuôi thuyền tình. Bên vườn nhỏ chim hát vang bài tình ca. Vâng, thưa nhạc sĩ Thanh Liêm, qua ca khúc này thì nhạc sĩ muốn nhắn nhủ cái thông điệp gì đến với quý vị thính giả? Qua tình khúc trên sông Dinh, tôi xin gửi đến quý khách bốn phương hãy cùng viếng thăm Ninh Thuận quê hương tôi. Có thể nói sông Dinh luôn duyên trong các cái sáng tác của nhạc sĩ Thanh Liêm. Khi viết về con sông quê hương, không chỉ là tình ca trên sông Dinh mà còn nhiều các khúc khác viết về con sông thơ mộng này cũng đã ra đời và làm nên tên tuổi cho nghệ sĩ nặng lòng với quê hương Ninh Thuận này. Vâng, thưa nhạc sĩ Thanh Liêm, hiện nay thì được biết là anh không còn sinh sống trên quê hương Ninh Thuận nữa. Điều này có ảnh hưởng đến những cái sáng tác của anh dành cho quê hương Ninh Thuận không ạ? Thưa anh Tống Quỳnh, tuy ta không còn sống ở trên quê hương Ninh Thuận, nhưng tình yêu thương của quê hương Ninh Thuận vẫn luôn in đậm trong tim tôi. Tuy không còn gần sông Dinh, nhưng tôi vẫn thường hay đây đi về về thăm quê hương và thường xuyên tìm cảm hứng để sáng tác. Vâng, bật mí thêm một số những cái dự định sáng tác của anh trong thời gian tới ạ. Đúng vậy, tôi đã hoàn thành hai ca khúc mới cho quê hương Ninh Thuận, đó là Tiếng Ru Trên Sông Dinh và Ninh Thuận Quê Hương Em. Hẹn một dịp gần nhất, chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho bà con quê hương và công chúng bốn phương. Qua chương trình giao lưu ngày hôm nay thì nhạc sĩ có nhắn gửi gì đến những người yêu âm nhạc? Đơn giản, khi con người càng yêu âm nhạc thì tình yêu quê hương, tình yêu thương của con người luôn luôn gần nhau và thấm thiết hơn và đồng điệu nhau hơn. Quý vị thính giả thân mến, với thời lượng 30 phút của chương trình, chúng ta đã cùng giao lưu gặp gỡ với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm và cùng đến với ca khúc Tình Ca Trên Sông Dinh của anh. Một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian giao lưu với chương trình Tác Giả Tác Phẩm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và tiếp tục đam mê hơn, thành công hơn trên con đường nghệ thuật mà mình đang đi. Còn với quý vị thính giả, chúng tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành đến quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Tác Giả Tác Phẩm trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo của chương trình.